Quá trình đầu tiên là quá trình tìm, thì nó có những cái bước như sau. Đầu tiên, muốn tìm được cái hệ giá trị, chúng ta phải hiểu được gì ạ? Hiểu các cái yếu tố tác động, hay người ta gọi là môi trường tác động vào doanh nghiệp, gọi là nghiên cứu môi trường marketing đấy. Các yếu tố tác động bao gồm những yếu tố gì ạ? Vĩ mô và gì? Vĩ mô. Vĩ mô thì là những cái yếu tố về gì ạ? Về chính trị, văn hóa, đúng không? Kinh tế. Vĩ mô thì bao gồm gì? Đối thủ, ngành, đúng không? Sau khi có cái yếu tố cái tác động vào doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phân tích đến cái dạng gì ạ? Chúng ta sẽ tìm là chúng ta sẽ phục vụ đối tượng nào, hay người ta có một cái khái niệm là gì ạ? Phân khúc thị trường. Đây là bước bước tìm, là bước hoạch định về chiến lược. Các bạn hình dung ra chưa ạ? Bước này là bước chuẩn bị để đánh. Còn những cái sau là chỉ có đánh thôi. Ok? Nhưng muốn đánh được chúng ta phải hiểu rất rõ và bối cảnh, chúng ta phải hiểu rất rõ thị trường, hiểu rất rõ đối thủ, và hiểu quan trọng nhất là hiểu gì ạ? Chính bản thân mình, chính bản thân doanh nghiệp, được chưa? Sau khi phân khúc rồi chúng ta mới có cái gọi là phân tích gì ạ? Phân tích 3C. 3C này là bao gồm gì ạ? Đối thủ, competitor, khách hàng, customer và gì ạ? Doanh nghiệp, company, là 3C. Phân tích 3C này có nghĩa là chúng ta sẽ tìm hiểu cái hệ giá trị kia kìa. Nhưng mà hệ giá trị đó phải phục vụ cho từng gì ạ? Từng cái phân khúc, chứ không phải là cả đâu nhá. Tức là mỗi một phân khúc chúng ta sẽ có một phân tích gì ạ? 3C, các bạn hiểu chưa ạ? Bởi vì phân khúc khác thì đối thủ sẽ gì? Khác đi. Các bạn hình dung ra chưa? Sau khi phân tích 3C trong từng cái phân khúc đó thì lúc đó chúng ta mới ra được một cái là gì? À, chúng ta sẽ chọn cái phân khúc nào nó phù hợp nhất, nó có cái gì lợi thế cạnh tranh nhất. Người ta gọi là gì ạ? Chọn gì ạ? Chọn thị trường mục tiêu. Khi tôi phân tích ra được các yếu tố tác động này, tôi thấy nó nếu mà các bạn học lý thuyết thì nó sẽ có là gì ạ? Nó sẽ tạo ra cơ hội và gì? Thách thức. Sau khi phân khúc và phân tích 3C này, tôi sẽ biết được là gì ạ? Điểm mạnh, điểm yếu của tôi trong từng phân khúc với các cái đối thủ đấy nó như thế nào. Lúc này tôi mới bắt đầu tôi gì ạ? Tôi ngồi tôi chọn là tôi sẽ đánh vào thị trường nào. Ok? Vì nếu các bạn không tìm những cái này mà các bạn đánh thì chắc chắn là gì ạ? Người ta gọi là khua vào trong không khí, đấm vào không khí. Mình không biết là mình đang đánh cái gì. Các bạn hình dung chưa? Và khi chọn được thị trường mục tiêu thì lúc này chúng ta mới đến một cái phần quan trọng, đấy là phần định vị. Định vị thương hiệu trong cái phân khúc đấy. Tức là chúng ta sẽ hiểu nôm na là thế này này. Khi chúng ta đã tìm ra 5 cái hệ giá trị hồi nãy, chúng ta so sánh với thằng gì ạ? Thằng đối thủ, thì chúng ta mới chọn được ra một cái thị trường mục tiêu là à, ở cái thị trường này tao có thể đánh được cái thằng đối thủ đấy. Hình dung ra chưa ạ? Nhưng đánh bằng cách nào thì đấy là trong cái hệ giá, 5 cái giá trị đấy, tôi sẽ tìm ra một cái nhỏ hoặc là một cái giá trị nhỏ ở trong đó để tôi làm gì ạ? Định vị cái thương hiệu đấy. Định vị để làm gì ạ? Để cho khách hàng gì? Nhớ đến, và khách hàng mình có thể cạnh tranh được với đối thủ. Hình dung ra chưa? Tức là khi mà khách hàng chọn giữa các cái đối thủ thì họ cũng biết là gì ạ? Ồ, mình là ai? Các bạn hình dung ra chưa? Xong cái phần tìm này, chúng ta mới bắt đầu đến cái phần gì ạ? Tạo. Được chưa? Phần tìm này là phần cực kỳ quan trọng, và chúng ta sẽ đi trong cái phần này rất là kỹ. Được chưa? Còn khi mà tìm được ra những cái này rồi, những cái phần sau nó rất là dễ, nó không khó nữa. Ok? Cái khó là các bạn không tìm ra được cái này, không định vị được. Nhớ nhá, tất cả những cái hành vi, hành động về marketing sau này phụ thuộc hoàn toàn vào việc gì ạ? Định vị thương hiệu. Chúng ta đã định vị như thế nào thì chúng ta phải hành động nhất quán để nó tạo ra cái thương hiệu. Ok ạ?